Mời cái Trương Nam Tấn hồi nãy giờ đứng đấy, Trương Nam Tấn phải không? À, mời Trương Nam Tấn nghe. À, lên hát cái bài Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống. À, chúng ta cho chàng pháo tay nghe. Dạ. Lời đầu tiên con xin chào thầy và chào toàn thể quý Phật tử đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, một sáng tác nghệ sĩ Hoài An xin được gửi đến nhạc phẩm Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương em ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên phương. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời chênh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thành thang tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng bay lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông còn ngồi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muộn màng không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên xa đi chưa được bình an. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông còn ngồi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca, cho tôi được cảm ơn
cuộc đời, cảm ơn mọi người cho tôi được sống trong tim người. Bằng những lời ca dạ con quên Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, con cũng xin chúc quý Phật tử được nhiều sức khỏe và tâm thân an lạc. Ở nhà chắc Trương Nam Tấn ít niệm Phật, bởi vì khi hát xong quên niệm Phật mất tiêu. Không, niệm Phật hay lắm á nghe, không phải đơn giản đâu. Nhân Đức thấy rõ ràng là Nhân Đức trong hoàn cảnh nào Nhân Đức cũng thấy mình bình an, bình tĩnh là nhờ Nhân Đức niệm Phật, đúng không? Nên khi vị niệm Phật á, cái duyên phước vô hình chung nó lạ lắm. Tự nhiên trong cái cuộc đời mình nó cứ thăng hoa từ từ. Mà nhờ cái niệm Phật mà nó nhắc nhở mình á, nhiều cái mà sai mình không có làm, đúng không? Mình làm đúng đàng hoàng. Nên phước duyên mình theo đó mà tăng lên, sự nghiệp mình phát triển chứ làm sao quý vị.